Dứa theo cách này, cả đời bạn không lo mắc bệnh xương khớp. Dứa chứa nhiều bromelain, một loại enzyme protein tiêu hóa giúp đẩy lùi tình trạng viêm. Uống nước dứa theo cách này sẽ giúp ngừa bệnh xương khớp. Dứa là thành phần của họ dứa và là một trong những số ít cây thuộc họ có khả năng tạo quả ăn được. Thực chất, quả dứa được cấu thành từ rất nhiều hoa dứa riêng biệt, do các quả con hợp nhất lại với nhau xung quanh một lõi trung tâm. Mỗi mắt dứa là một quả con. Lợi ích dinh dưỡng của dứa cũng hấp dẫn như cấu tạo của chúng. Dứa có rất nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm hỗ trợ hệ miễn dịch, đẩy mạnh sự tiêu hóa protein và làm xương khỏe hơn. Chúng thậm chí còn có thể giúp giảm các triệu chứng cảm lạnh thông thường. Ngoài những vitamin và khoáng chất liệt kê ở trên, dứa cũng chứa một lượng nhỏ vitamin B, canxi, kẽm, vitamin A và beta carotene. Lượng chất dinh dưỡng có trong dứa nguyên chất và dứa đóng hộp khác nhau. Dứa đóng hộp chứa một lượng lớn calo, 198 calo trong mỗi cốc, và đường do có siro. Nó cũng chứa ít vitamin và khoáng chất hơn. Nếu bạn thích sử dụng dứa đóng hộp, hãy cố gắng không sử dụng thêm đường hoặc tìm mua các sản phẩm dưới dạng nước ép thay vì dạng siro. Nước dứa ngừa bệnh xương khớp. Theo lương y Hoàng Duy Tân, Phó Chủ tịch Hội Đông y Đồng Nai, trong dứa có chứa nhiều bromelain, một loại enzyme protein tiêu hóa giúp đẩy lùi tình trạng viêm. Chất sức có từ trái dứa có hiệu quả không khác gì một loại thuốc chống viêm khớp tự nhiên. Và lưu ý, khi thực hiện công thức dưới đây, bạn chỉ lấy phần ruột trong cùng của trái dứa. Đây là phần có chứa nhiều bromelain nhất. Nguyên liệu: dứa tươi 1 quả, cà rốt 7 củ, cần tây 4 nhánh, chanh 1 quả. Cách làm: dứa gọt vỏ, lấy cả phần ruột trong cùng của quả dứa. Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, cần tây rửa sạch dưới vò nước. Cho tất cả dứa, cà rốt, cần tây và chanh vào máy ép lấy nước. Riêng chanh cho cả quả, vì phần vỏ chanh có chứa thành phần rất tốt, không nên bỏ đi. Cách dùng: ngay khi xuất hiện cơn đau do xương khớp, hãy uống ngay một ly nước hỗn hợp này. Chỉ sau ít phút, cơn đau sẽ biến mất. Kiên trì thực hiện cách này 2 lần trên tuần, cơn đau viêm khớp sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai bị gai cọt sống thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cột sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cọt sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng, chị Phương Loan quê gốc Đồng Nai lại ứa nước mắt. Thương thay cho mẹ. Chỉ có điều mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con và bảo: mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi, giờ đi khám làm gì cho phí tiền. Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi, còn đi lại túc tắc được, và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm. Bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay, đau dọc sống lưng xuống hai chân. Tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà, vui vẻ vì đỡ mệt, nhưng chỉ vài ngày sau, mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chèn ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mất cảm giác toàn thân. Đến mức ấy thì mẹ tôi sợ quá,
bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ. Mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh, để vào Nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông, tây y ở Hà Nội. Nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi, còn đông y kể cả chăm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3, khi đọc được chia sẻ của tôi, đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng. Mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản, chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về rồi sẽ tặng nhà chỉ cho bà nhé, 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ. 2 ngày sau, cậu bạn tôi đến nhà và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị 2 quả bưởi, 1 cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô. Đem tất cả các nguyên liệu xào vàng, hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200g đường phèn trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều, để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5-10ml sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng thì từ ngày thứ 7 trở đi sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày, mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, dục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó, tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo, mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng. Sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống 1 lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gai cột sống đơn giản chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên, mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam, chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết, trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên cũng rất có lý. Bưởi bưởi có những phytochemical ngăn ngừa chất prostaglandin làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiên tỵ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay, có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống. Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phan giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết càng khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc, có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loại thực vật, được tổ chức Plant for a Future ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gai cột sống. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hành khí nên có tác dụng chỉ thống giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm, chữa thoái hóa cột sống.
Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Uống nước này mỗi sáng, cả đời không lo mắc bệnh ung thư. Bạn từng nghe nói đến loại nước thần ngăn ngừa bệnh ung thư một cách diệu kỳ này chưa? Khi bạn ăn những thực phẩm không lành mạnh, cơ thể sẽ tích tụ dư thừa axit độc hại, làm suy yếu hệ miễn dịch và tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm, trong đó có ung thư. Độ axit hay độ kiềm trong cơ thể được xác định giống như thông thường, tức là bằng chỉ số pH. Chỉ số pH dưới 7 nghĩa là môi trường cơ thể bạn đang có tính axit chua, còn lớn hơn 7 nghĩa là có tính kiềm. Tuy vậy, chỉ số pH cân bằng của con người rơi vào khoảng 7,35, tức cơ thể chúng ta mang tính kiềm nhẹ. Nếu pH của bạn thấp hơn mức này, thậm chí thấp hơn 7, bạn đang đối mặt với vấn đề hết sức nghiêm trọng, do cơ thể tích tụ quá nhiều axit từ các hoạt động hàng ngày, thể chất, tinh thần. Khi đó, các tế bào cũng bị nhiễm độc và hệ miễn dịch suy yếu là điều khó tránh khỏi. Sau đây là một số dấu hiệu có thể giúp bạn nhận ra cơ thể đang thiên về tính axit hay không. Đau đầu, đau vô tử, cảm thấy nhức mỏi hay bị bệnh vặt. Nước chiếm phần lớn trong cơ thể chúng ta, trên 70%. Do đó, nồng độ pH của nước uống đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng độ pH. Mặt khác, quá trình tiêu hóa luôn sản sinh ra axit để hấp thụ thức ăn. Do đó, uống nước gần như là con đường duy nhất giúp bạn cân bằng độ pH cơ thể. Nhu cầu nước hàng ngày 2-3 lít là tương đối đủ cho quá trình cân bằng axit kiềm trong mỗi người. Tuy vậy, nước uống hàng ngày có chỉ số pH vào khoảng 7-7,5 có thể sẽ không đủ để kiềm hóa cơ thể nếu bạn thường xuyên vận động cường độ cao, hoạt động trí tuệ liên tục, căng thẳng hoặc đang mắc bệnh. Vì thế, một giải pháp bổ sung kiềm cho cơ thể mà bạn nên áp dụng là uống nước kiềm hóa. Đây là một phương pháp hoàn toàn tự nhiên, vừa bổ sung nước, vừa thanh lọc cơ thể, cân bằng axit và chống lão hóa hiệu quả. Công thức làm nước kiềm hóa. Nguyên liệu: 1 muỗng đá muối Himalaya, 2 lít nước lọc, 1 lát chanh cắt mỏng. Cách làm: đổ nước vào hũ hoặc nồi lớn, cho chanh và đá muối vào, khuấy nhẹ hỗn hợp rồi đậy lại và để qua đêm. Cách dùng: uống 3 ly nước kiềm hóa mỗi sáng trước khi ăn. Công thức làm nước uống kiềm hóa này có chứa chanh, một loại thực phẩm có tính chua, tuy nhiên nó lại có tác dụng kiềm hóa rất tốt cho cơ thể. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm khi ăn chuối sai cách mà chẳng ai có thể ngờ. Đừng hồ đồ để mắc phải 3 sai lầm khi các bạn ăn chuối để biến loại quả này trở thành thuốc độc. Có đến 90% các gia đình hiện nay đều mắc phải. Các bạn cần phải biết, đừng để phạm sai lầm cơ bản rước họa vào thân nhé. Sai lầm khi ăn chuối 90% người mắc phải. Chuối là loại hoa quả rất phổ biến, nó thường có trong mỗi gia đình vì chuối rất giàu dinh dưỡng và cũng khá rẻ tiền. Thế nhưng, các bạn cần phải tránh mắc phải những sai lầm dưới đây. 90% người ăn chuối đang mắc phải, còn bạn thì sao? Cùng tìm hiểu xem đó là sai lầm gì. Bạn có đang làm đúng không để còn khắc phục nhé. Sai lầm khi ăn chuối: ăn quá nhiều trong ngày. Chuối là loại quả chứa một hàm lượng dinh dưỡng, kali và vitamin rất dồi dào, phong phú. Nó có thể làm cho da dẻ mềm mại, làm cho mắt sáng và tinh lực tràn đầy, giúp kéo dài tuổi thọ và cũng có tác dụng phòng nhiều bệnh khác. Nhưng nếu như các bạn ăn chuối quá nhiều trong ngày, lượng vitamin B6 từ chuối kết hợp với các thực phẩm khác, có thể nó sẽ được nạp vào cơ thể quá tải.
Điều này xảy ra tình trạng quá liều có thể tổn hại đến sức khỏe. Nếu các bạn ăn chuối nhiều chỉ trong một thời gian ngắn, các bạn có thể đối mặt với các triệu chứng của tăng trong máu. Theo đó, các bạn chỉ nên ăn 2 quả chuối mỗi ngày, vì nếu như nạp quá nhiều chuối vào cơ thể, có thể sẽ gây ra tình trạng rối loạn các vitamin và khoáng chất có trong cơ thể. Thậm chí, nếu như các bạn ăn nhiều chuối chỉ trong thời gian ngắn, bạn có thể phải đối mặt với các triệu chứng của tăng kali máu, sẽ làm cơ suy yếu, làm nhịp tim trở nên bất thường hay thậm chí có thể dẫn đến tình trạng bị tê liệt tạm thời. Sai lầm khi ăn chuối, ai cũng ăn được chuối. Thực tế, không phải ai cũng có thể ăn loại quả này mà sẽ có rất nhiều người cần phải hạn chế việc ăn chuối. Cụ thể, với những người nào có tiền sử về đau dạ dày thì rất cần hạn chế ăn chuối tiêu. Và cũng tuyệt đối không ăn chuối khi đang bụng đói, vì khi đó ăn chuối vào bạn sẽ có cảm giác sẽ còn cao hoặc là đau bụng. Những người đang bị táo bón, tiêu chảy thì cũng hạn chế ăn. Bởi với nhiều người cho rằng ăn nhiều chuối vào có thể sẽ giúp nhuận tràng, từ đó thông tiện, nên có một số người khi bị táo bón, họ thường xuyên ăn chuối. Nhưng bạn có biết, chuối không những không giải quyết được cho bạn chứng táo bón, mà ngược lại, nó sẽ còn khiến cho tình trạng táo bón của bạn nặng hơn. Người bị bệnh thận, bị đau đầu, tiểu đường hay tim mạch cũng là những đối tượng cần hạn chế ăn chuối để tránh tình trạng bệnh trầm trọng hơn. Tương tự thì người đang bị tiêu chảy không nên ăn chuối chín bởi vì lượng xơ mềm. Chất oligosaccharide có thể nó giúp nhuận tràng, chất này nó sẽ làm cho bệnh tiêu chảy của bạn nặng hơn. Sai lầm khi ăn chuối, ăn lúc nào cũng được. Thực tế, khi ăn chuối vào cơ thể thì chuối sẽ phát huy được tốt nhất những tác dụng của nó, như thúc đẩy hệ tiêu hóa sẽ hoạt động tốt hơn khi bạn ăn chuối sau bữa cơm, sau khoảng 1 đến 2 tiếng. Ngược lại, còn nếu như các bạn dùng chuối để làm thức ăn khi đói, thì đó không phải là cách hay, nó thật nguy hiểm. Bởi thế, các bạn tuyệt đối không nên ăn chuối lúc đói. Vì trong chuối có chứa nhiều magie, ăn chuối lúc dạ dày của bạn đang trống rỗng, nó sẽ làm lượng magie bị tăng đột ngột trong máu, có thể gây mất cân bằng tim mạch và nó làm tổn hại đến sức khỏe của bạn. Lượng vitamin C rất dồi dào trong chuối, nếu như đưa vào cơ thể khi đang bị đói cũng sẽ khiến bạn bị đau dạ dày lập tức. Bạn chỉ nên ăn chuối khi đã ăn cơm no, để chuối không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, nhận tác dụng bảo vệ dạ dày và trung hòa axit dạ dày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm gây hại nghiêm trọng khi ăn mồng tơi theo cách này, cần bỏ ngay kẻo hối không kịp. Mồng tơi có tác dụng tăng cường và lưu thông tân dịch trong cơ thể, cho nên ở những đối tượng hay bị khô nóng trong người, tiểu gắt, phần khô cứng khi sử dụng cũng mang lại hiệu quả tốt. Có thể nói, không chỉ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, mồng tơi còn là loại rau tốt cho sức khỏe mà nhiều người thường ăn, đặc biệt vào mùa hè, rau mồng tơi mát thanh nhiệt nên là món rau nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn rau mồng tơi. Theo các bác sĩ đông y, những người bị sỏi thận, tiêu chảy nên tránh ăn rau này. Rau mồng tơi chứa nhiều purin, một hợp chất hữu cơ, khi vào cơ thể sẽ biến thành axit uric. Hàm lượng axit uric trong cơ thể cao sẽ làm tăng nguy cơ bị sỏi thận và làm tăng nồng độ canxi oxalate trong nước tiểu, dẫn đến sỏi thận ngày càng to và trầm trọng. Dân gian thường dùng rau mồng tơi làm rau ăn cho mát, thêm tăng dịch khỏi khô háo và chống táo bón do mồng tơi có tính hàn lại nhuận tràng. Nhưng cũng tính từ đặc tính này mà người đang bị tiêu chảy, đại tiện lỏng không nên ăn. Nếu cố tình ăn phải, mồng tơi sẽ là nguyên nhân khiến cho bệnh càng thêm nặng, gây khó chịu trong dạ dày. Rau mồng tơi có chứa hàm lượng cao chất xơ, một chén rau mồng tơi nấu chín có chứa 6 gram chất xơ. Mặc dù chất xơ rất cần thiết trong quá trình thúc đẩy tiêu hóa, tuy nhiên nếu ăn quá nhiều cùng một lúc có thể khiến dạ dày khó chịu. Tiêu chảy.
Mồng tơi có thể giúp nhuận tràng, điều trị táo bón. Tuy nhiên, ăn nhiều rau mồng tơi có thể dẫn tới tiêu chảy. Người có thân nhiệt thấp, đang tiểu lỏng, tiểu chảy, không nên ăn nhiều mồng tơi. Bên cạnh đó, người mắc các bệnh viêm lát dạ dày, tá tràng cũng không nên lạm dụng món ăn này. Lưu ý, chú ý dấu hiệu nhận biết rau mồng tơi ngâm thuốc kích phòng gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Rau mồng tơi, lá ống, mướp là mang màu xanh thiếu ánh sáng. Ngọn vương dài là rau đã được tắm thuốc kích phòng, nên ăn cùng thực phẩm giàu vitamin C. Rau mồng tơi chứa hàm lượng cao axit oxalic, một loại chất hóa học liên kết với sắt và canxi, khiến cơ thể khó hấp thụ các chất dinh dưỡng trên. Để khắc phục vấn đề này, có thể ăn kèm các thực phẩm giàu vitamin C bằng cách kết hợp uống một ly nước cam hoặc cà chua. Vitamin C sẽ giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ canxi và sắt. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Dùng mùi tàu theo cách này, sỏi trong thận có thể sẽ đào thải hết ra ngoài sau 7 ngày. Chữa sỏi thận bằng bài thuốc dân gian không thể không nhắc tới công dụng và bài thuốc chữa trị hiệu quả từ rau mùi tàu. Sỏi thận là sự lắng đọng, những chất đáng lẽ có thể hòa tan trong nước tiểu, vì một lý do nào đó đã kết tinh, lắng đọng lại và tạo sỏi trong thận. Tùy thời gian, vị trí và độ lắng đọng mà kích thước sỏi lớn hay nhỏ khác nhau. Nước từ mạch máu ngấm qua tế bào thận, bài tiết nước tiểu qua ống thận vào lòng thận, theo ống bài tiết xuống bàng quang và thoát ra ngoài. Sỏi hình thành di chuyển ở bất cứ vị trí nào trên đường đi của nước tiểu và được gọi là sỏi thận, sỏi niệu quản hay sỏi bàng quang. Tuy nhiên, do cấu tạo của thận có nhiều ngóc ngách, khe kẽ mà độ lắng đọng lớn hơn khiến dễ bị sỏi hơn cả. Quá trình hình thành sỏi không có triệu chứng rõ rệt nên bệnh nhân thường không nghĩ mình sẽ bị sỏi thận. Chỉ đến khi sỏi gây đau đớn hay đi tiểu ra sỏi mới biết. Bệnh sỏi thận là một bệnh phổ biến hiện nay do thói quen ngồi nhiều, ngại uống nước, do uống thuốc, sữa bổ sung canxi. Để được chữa trị kịp thời, bệnh nhân nên đi khám ngay khi nhận thấy một trong các triệu chứng dấu hiệu sỏi thận. Triệu chứng của bệnh sỏi thận thường không rõ rệt. Triệu chứng của bệnh sỏi thận: đau, đau dữ dội, đau thường khởi phát từ các điểm niệu quản, lan dọc theo đường đi của niệu quản xuống phía gò mu, cũng có khi đau xuyên cả ra hông, lưng, có khi buồn nôn và nôn. Đau âm ỉ, gặp ở những trường hợp sỏi vừa và thậm chí lớn, nhưng nằm ở vị trí bể thận. Đái máu là biến chứng thường gặp của sỏi thận, tiết niệu, nhất là khi sỏi đang di chuyển bên trong niệu quản, gây đau kèm đái máu. Đái máu là biến chứng thường gặp của sỏi thận, tiết niệu, nhất là khi sỏi đang di chuyển bên trong niệu quản, gây đau kèm đái máu. Đái bút, đái rắp, đái mũ, khi có nhiễm khuẩn tiết niệu, nó tái phát nhiều lần, có thể đái ra sỏi. Sốt, người bị bệnh sốt cao, rắc run kèm theo triệu chứng đau hông, lưng, đái buốt, đái rắc là dấu hiệu của viêm thận, bể thận cấp. Các dấu hiệu tắc nghẽn đường niệu, đái tắc từng lúc hoặc hoàn toàn. Bài thuốc trị sỏi thận từ lá mùi tàu. Mùi tàu có tác dụng trị sỏi thận rất tốt. Trong đông y, mùi tàu hay còn gọi là ngò gai, có vị đắng, tính ấm, mùi thơm đặc trưng, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm đau, kiện tỳ, kích thích tiêu hóa, khử mùi hôi hiệu quả. Đặc biệt, dùng cây mùi tàu để chữa bệnh sỏi thận có thể loại bỏ được sỏi ra ngoài cơ thể rất hiệu quả mà có thể không cần phẫu thuật, được áp dụng phổ biến trong dân gian và rất an toàn. Theo Lương y Trọng Đức, Học viện Y dược cổ truyền, thì bài thuốc từ mùi tàu này có thể đào thải sỏi thận ra ngoài qua đường tiểu sau 7 đến 9 ngày sử dụng liên tiếp. Nguyên liệu: lá mùi tàu 1 nắm, nước 3 bát, nồi sắt. Cách làm: lá mùi tàu đem hơi lửa cho héo, bỏ lá mùi tàu vào ấm áp, đổ 3 bát nước, sắp khi nào còn 1 bát thì ngắt bếp. Cách dùng:
chia bát nước thành 3 phần, uống làm 3 lần trong ngày. Uống trước bữa ăn là tốt nhất. Chú ý, dùng bài thuốc này liên tục. Đối với nam thì uống 7 ngày, đối với nữ uống 9 ngày. Sau thời gian uống lá mùi tàu, tỏi to sẽ được đào thải ra ngoài thông qua việc đi tiểu, còn sỏi nhỏ thì sẽ tự tiêu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Điều kỳ diệu xảy ra khi uống rượu ổi mỗi ngày. Ổi là loại quả rất giàu vitamin C. Khi ngâm cùng rượu sẽ có hương vị thơm ngon, đặc trưng và mang lại nhiều tác dụng như giảm mỡ máu, tốt cho hệ tiêu hóa. Quả ổi chứa ít chất béo bão hòa và có tỷ lệ vitamin C rất cao. Mỗi 100g chứa 486mg vitamin C. Vitamin C tập trung cao nhất ở phần vỏ ngoài. Càng gần lớp vỏ ngoài, lượng vitamin càng cao. Ngoài vitamin A, C, quả ổi còn có quercetin, một chất có tính chống oxy hóa cực mạnh, có tác dụng kháng viêm, chống dị ứng trong nhiều chứng viêm nhiễm mãn tính như xuyễn, dị ứng, tim mạch, thấp khớp, lửa loét, ung thư. Uống rượu ngâm ổi mỗi ngày có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu, tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ hệ tim mạch của cơ thể. Rượu ổi có tác dụng đặc biệt hiệu quả trong việc trị các bệnh về đường ruột như đầy hơi, đầy bụng, ợ chua, rối loạn tiêu hóa, kém hấp thụ. Bên cạnh đó, rượu ổi còn giúp hỗ trợ quá trình sản xuất collagen, một hoạt chất cần thiết để cho làn da căng mọng, củng cố độ bền cho khớp xương sườn, thấp khớp. Cách ngâm rượu ổi. Chuẩn bị: ổi để ngâm là ổi găng, hạt ổi mỡ. Không nên chọn các loại ổi khác để ngâm. Chọn quả chín, sáng màu, không bị dập nhũn, thâm vỏ. Chọn ổi chín mà vẫn chắc tay, da căng sáng bóng thì rượu ngâm sẽ rất ngọt thơm. Rượu ngâm là rượu trắng, ngon nhất. Nên là rượu nếp, có nồng độ từ 35 đến 38 độ. Đường phèn sạch. Thực hiện: rửa sạch các nguyên liệu để khô ráo nước. Dùng dao cắt bỏ cuống và nấm quả. Có thể gọt bỏ vỏ hoặc để cả vỏ ngâm rượu. Có thể chọn cách ngâm nguyên quả hoặc bổ đôi để rút ngắn thời gian ngâm. Cho ổi vào bình ngâm cùng rượu và đường phèn theo đúng tỷ lệ: 1 ký ổi với 1 lít rượu và 300g đường phèn. Đậy kín nắp bình rượu ổi ngâm để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời, nhiệt độ khoảng tầm 25 độ C. Cách dùng: với loại rượu ổi ngâm nguyên quả thì sau 2 tháng có thể sử dụng, loại quả bổ đôi thì chỉ sau 1 tháng là dùng được. Rượu ổi càng để lâu uống càng ngon. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần một chén nhỏ trong bữa ăn. Không nên dùng quá liều, sẽ phản tác dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đừng nghĩ quả bơ tốt mà ăn cực lực. 7 tác dụng phụ đáng sợ đây các mẹ ạ. Bơ vốn được tôn thờ là loại quả vàng cho sức khỏe. Nếu ai đó không biết ăn bơ thì đó là một sự thiệt thòi lớn. Nhưng những người ăn bơ tùy tiện còn có thể chịu hậu quả lớn hơn. Điều sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn quá nhiều quả bơ: gây tổn thương gan. Trong quả bơ chứa nhiều collagen. Collagen là một chất có tác dụng tái tạo da, giúp đẩy lùi sự lão hóa rất tốt. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều quả bơ, cholesterol có thể không được tiêu hóa hết, tích tụ trong gan và gây tổn hại cho gan. Giảm cholesterol có lợi. Bơ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, hàm lượng beta-sitosterol trong bơ sẽ hấp thụ các cholesterol có lợi, gây hại cho sức khỏe, gây kích ứng đường tiêu hóa. Nếu bạn tiêu thụ bơ với số lượng lớn,
bụng bạn sẽ có cảm giác khó chịu, lâu tiêu vì bơ chứa lượng dinh dưỡng rất lớn, nhiều calo gây tăng cân. Nếu bạn quyết định thêm bơ vào chế độ ăn của mình thì hãy chắc chắn cắt giảm lượng calo ở các món ăn khác. Sở dĩ phải làm như vậy là bởi vì hàm lượng calo trong quả bơ khá cao, nên nếu ăn nhiều có thể khiến bạn nạp nhiều calo cho cơ thể, gây tăng cân. Gây dị ứng. Một số người có cơ địa nhạy cảm sẽ dễ bị dị ứng với quả bơ. Nếu thấy các dấu hiệu như chóng mặt, mặn ngứa, buồn nôn khi ăn quả bơ thì bạn đã nằm trong số đó và cần chú ý để tránh loại quả này trong chế độ ăn của mình. Ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại thuốc. Quả bơ có tác dụng kháng viêm, nhưng nó đồng thời cũng ảnh hưởng đến hiệu quả khi uống một số loại thuốc. Nếu bạn đang uống thuốc làm loãng máu, hãy hỏi ý kiến bác sĩ khi muốn ăn bơ, vì quả bơ có thể làm loại thuốc này mất tác dụng. Phụ nữ mang thai và cho con bú nên cẩn trọng. Phụ nữ mang thai, ăn bơ có thể giảm lượng sữa và gây tổn thương đến tuyến vú. Trong khi đó, bà mẹ đang cho con bú nếu ăn quá nhiều bơ. Nên lượng bơ thế nào là tốt nhất? Trung bình, quả bơ chứa khoảng 25 loại vitamin và khoáng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe. Một khẩu phần ăn 100g bơ cung cấp 26% vitamin K, 20% folate, 14% vitamin B5, 13% vitamin B6, 17% vitamin C, 14% kali và 10% vitamin E mà cơ thể cần. Quy tắc ăn nhiều mà chúng ta đều đã biết là thứ gì ăn nhiều cũng đều khiến cơ thể dư thừa chất đó và không có lợi cho sức khỏe. Quả bơ cũng vậy. Theo một nghiên cứu về tác dụng của trái bơ do các chuyên gia Mexico thực hiện, để phát huy tốt đa tác dụng của trái bơ, trong một ngày bạn chỉ nên dùng khoảng 2 thìa cà phê, tương đương với 1/6 quả bơ, thế là đủ. Bởi lẽ, với mỗi thìa cà phê trái bơ, cơ thể bạn cũng đã cung cấp 5g chất béo và 55 đơn vị calo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tác hại khôn lường nếu ăn bí đỏ không đúng cách. Trong bí đỏ có rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ai ăn sai cách có thể gây hậu quả nặng nề. Trong số các loại quả, bí đỏ là nhà vô địch về hàm lượng sắt, giàu vitamin, muối khoáng cũng như các axit hữu cơ. Nghiên cứu gần đây cho thấy chất kẽm có trong bí đỏ trực tiếp ảnh hưởng tới chức năng của hồng cầu. Chất sắt lại là nguyên tố vi lượng cơ bản giúp bổ sung lượng máu cho cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng nếu lạm dụng bí đỏ, loại thực phẩm giàu dinh dưỡng này có thể gây tác hại phụ nặng nề lên cơ thể con người. Công dụng tuyệt vời của bí đỏ. Những chất phytoron là những axit béo omega 3, omega 6 có nhiều trong hạt bí đỏ, là những chất có tác dụng làm giảm lượng cholesterol xấu, ngăn ngừa bệnh tim mạch và huyết áp, phát triển não bộ. Bí đỏ chứa nhiều chất axit glutamine, chất cần thiết cho hoạt động não bộ, có vai trò quan trọng trong việc trợ giúp phản ứng chuyển hóa ở các tế bào thần kinh và não, bồi dưỡng não. Tác dụng giảm cân. Bí đỏ là một thực phẩm giàu chất xơ, chứa hàm lượng calo và chất béo thấp. Tác dụng của bí đỏ chính là một thực phẩm lý tưởng cho những người muốn giảm cân hay những người thừa cân, béo phì. Tăng cường hệ miễn dịch. Bí đỏ rất giàu hàm lượng vitamin C nên có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp hệ miễn dịch trở nên khỏe mạnh. Với hệ miễn dịch khỏe mạnh, cơ thể của chúng ta sẽ chống lại được các vi khuẩn, virus có hại. Tốt cho sự phát triển của thai nhi. Những chất trong hạt và hoa bí đỏ giúp cho thai nhi phát triển tế bào não, tăng cường sức sống cho thai nhi và giúp tăng cường những chứng phù nề, tăng huyết áp, các biến chứng khác khi mang thai và phòng chống bệnh sốt xuất huyết sau khi sinh. Tốt cho xương và mắt. Bí đỏ giàu carotin. Trong cơ thể, loại chất này được chuyển hóa thành vitamin A giúp duy trì thể lực. Chất khoáng và canxi, natri, kali có trong bí đỏ có tác dụng đặc biệt với người già và người bệnh huyết áp, giúp ngăn ngừa loãng xương và tăng huyết áp.
Hơn nữa, nó còn chứa magie, phosphor, sắt, đồng, mangan, chrome và nhiều yếu tố khác giúp xương phát triển, làm đẹp da, chống lão hóa. Một trong những lợi ích thiết yếu của bi đỏ đối với phụ nữ bao gồm khả năng bảo vệ làn da, giúp da chống lại các tác hại của ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa tình trạng mất nước, khô da. Hơn nữa, bí đỏ còn chứa hàm lượng vitamin C cao, giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể, ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, các đốm nâu. Thường xuyên dùng bí đỏ sẽ giữ cho làn da của bạn mềm mượt và tươi trẻ. Sai lầm khi ăn bí đỏ. Ăn bí đỏ liên tục. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn không nên ăn bí đỏ quá 2 bữa một tuần. Nguyên nhân là do trong bí đỏ chứa rất nhiều tiền chất của vitamin A. Nếu bạn ăn nhiều, chất này không kịp tiêu hóa, sẽ dự trữ ở gan và dưới gan. Do đó sẽ khiến cho chóp mũi, lòng bàn tay, bàn chân dễ có màu vàng. Ăn bí đỏ đã già và để lâu. Bí đỏ chứa hàm lượng đường cao. Hơn nữa, nếu lưu trữ trong thời gian dài, dễ khiến bên trong bí đỏ xảy ra quá trình hô hấp kỵ khí, lên men và biến chất. Vì vậy, khi ăn sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe. Ăn bí đỏ khi bị rối loạn tiêu hóa. Một lưu ý nữa cho bạn, đó là người bị rối loạn tiêu hóa, hạn chế ăn bí đỏ vì hàm lượng chất xơ trong bí đỏ quá cao, không tốt cho tình trạng bệnh. Bảo quản bí đỏ đã nấu trong tủ lạnh. Không bảo quản bí đỏ đã nấu trong tủ lạnh, tuyệt đối không bảo quản ở ngăn đá, vì nếu để lạnh, bí đỏ sẽ ngã sang màu nâu vàng, không an toàn khi ăn.